con là dễ trước, để mẹ quay lại. Rồi bây giờ con chúc mừng năm mới đi. Chúc mừng năm mới. Đúng rồi, con tên gì? Con tên Hằng Dạ. Con mấy tuổi? Con 4 tuổi. Con kính chúc làm sao? Con kính chúc cả nhà được nhiều nhiều sức khỏe. Làm ăn làm sao? Con ăn quét tài. À, vạn sự như ý. Sự như ý. Và luôn hạnh gì? Luôn hạnh phúc. Giỏi, con cười đi, con cười vỗ tay. Rồi con hôn cả nhà đi. Con hôn cả nhà đi. Con còn hôn mẹ nữa. Con còn hôn mẹ nữa hả? Rồi. Hôm nay con có được ai lì xì chưa? Một lát nữa mà má lì xì cho dễ nữa nha. Dạ. Với lại cả nhà mình lì xì cho dễ nha. Dễ có dạ. Vui không? Dạ vui. Vui thì sao? Vỗ tay cười đi. Chị em dễ thương quá đi. Hai tụi con ngồi đây để chúc Tết cả nhà đúng không? Rồi bây giờ hai chị em con chào cả nhà đi. Chào cả nhà. Rồi chị hai tên gì nè? Lỡ Lam. Còn con tên gì? Hạnh Dẻ. Đúng rồi. Ngồi đàng hoàng dẻ. Ngồi yên nè. Bây giờ mà má đang quay hai chị em chúc Tết cả nhà nha. Rồi con nói làm sao? Chúc gì? Chúc mừng gì? Chúc mừng năm mới. Con tên gì? Con tên là Hà Chị. Con mấy tuổi? Con 4 tuổi. Đúng rồi. Năm mới con kính chúc làm sao? Con kính chúc cả nhà được nhiều gì? Nhiều sức khỏe. Làm ăn? Hảo quyết tài. Hạnh? Hạnh phúc. An khang gì? An khang. Thịnh vượng? Thịnh vượng. Và vạn sự như ý? Dạ, vạn sự như ý. Con nhìn đây nè. Rồi, chúc mừng năm mới cả nhà lần nữa nè. Chúc mừng năm mới cả nhà. Rồi, hai chị em đi cả nhà đi con. Chị hai chúc mừng năm mới đi con. Chúc mừng năm mới.